con bữa nha các bạn, để cho các bạn coi á phát triển như thế nào á, thì nay mình quay cho các bạn coi nha, mấy cái con bữa nha. Đây mấy cái con này nha các bạn. Đây, đây cái bầy giấy con hôm bữa mình cho các bạn coi, cái này nó lớn rất là nhiều rồi nha. Đây rất là mập luôn á. Có con rất là to nha các bạn. Nó ăn rất là dữ nha các bạn, mỗi ngày nó ăn một lá cải gì vậy mà. Này mình mới bo sáng là giờ nó ăn rất là nhanh luôn nha. Đó, này mình quay cho các bạn coi bầy dế con hổm nha, phát triển nha, rất là lớn luôn á. Đây có con này rất là to luôn các bạn. Nhưng mà bữa giờ đàn dế nó phát triển nhưng mà nó cũng bị chết đó các bạn. Chết cũng nhiều, cũng hết 40% rồi nha các bạn. Mình không hiểu vì sao luôn á, mình cũng cho nó ăn đầy đủ mà cũng xịt nước rồi luôn á. Các bạn kêu mình xịt nước cho nó uống á, mà nó phát triển cũng bị chết nha các bạn. Mình không hiểu vì sao luôn, nên nay mình quyết định đó là mình quay cho các bạn coi một lần này nữa rồi mình thả nó về thiên nhiên nha, để cho nó tự phát triển, tự nó sống nha các bạn. Mình nghĩ là mình nuôi nhốt kiểu này nó một mốt nó cũng lớn lên chắc cũng không có nhiều nữa đâu, nên mình nay nó cũng đã lớn rồi, nó cũng bự bự rồi, nên mình sẽ thả nó về thiên nhiên nha các bạn. Các bạn coi một lần nữa thôi. Đó, đầu rất là dài luôn các bạn. Nhưng mà nó chưa có phân biệt được chóng mái nha các bạn. Tại nó chưa có cái cây kim sao đuôi đó. Nghĩ chắc là thời gian nữa nó mới phát hiện, mới được phân biệt được chóng mái nha. Để mà nó lớn được như vậy á các bạn, là hôm hổm giờ là mình thấy là nó lột xác cũng 3 lần nha các bạn. Con dế nè, cứ nó lớn lớn một chút xíu là nó lột xác ra, cứ lớn chút xíu là nó lột xác nha các bạn. Mình tưởng là con dế là sau này nó chỉ lớn lên rồi sau này nó lột xác là nó có cánh một lần thôi, nha đâu. Mình nuôi là mình thấy nó lột xác cũng nhiều lần nha các bạn. Chắc cỡ này mà mai mốt mà nó có cánh là nó gáy được đó, là chắc nó phải lột xác cũng cỡ nhiều lần nữa nha. Thôi giờ mình sẽ bắt nó ra, mình thả ra ngoài nha các bạn, cho nó ra thiên nhiên nó sống nha các bạn. Chứ mình nhốt chỗ này nó sẽ chết từ từ. Ra đây cho nó lớn rồi mốt đá với nhau rồi mình ra đây mình coi mình bắt nha. Rất là bự luôn ha. Con này to ghê luôn. Rồi để giờ mình bắt cho mình thả ra ngoài nha các bạn. Bây giờ mình bắt ra nha các bạn. Nó nhỏ quá mình không biết bắt cách nào luôn á. Đây mình mới bắt được mấy con ra nha. Đó mình thả nó ra ngoài nha các bạn. Đó nó bò đi ha. Đi ra ngoài tự nhiên nha. Rồi để giờ mình bắt tiếp nữa nha. Mới bắt được mấy con, nó nhỏ mình không có bắt tay được nha. Nó nhảy rất là dữ, mình khó bắt lắm. Đó, thả đi nha các bạn. Cho nó về, cho nó ra ngoài là nó sống cho nó mau lớn nha. Mình nuôi nó lâu lớn quá. Cái này nó chết từ từ.
mà nửa tháng mà nó bự hơn hạt lúa gấp đôi rồi nha các bạn. Để mình quay cái chỗ mà mình thả cho các bạn coi nè. Đây là cỏ rất là nhiều ha. Có mấy cục đá nè, nó chui dưới nó làm chỗ nó ở nha. Cỏ nè. Đó, chỗ này rất là lý tưởng, là mình đi vòng 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 nãy giờ mình mới thấy là chỗ này nó lý tưởng nên mình thả chỗ này nha. Rất là mát mẻ luôn, rồi cây cỏ đầu đá đầu đất nè. Chỗ này nó sẽ ở và phát triển lên nha các bạn. Đây mình thả tiếp nữa nha. Đó, vừa thả xuống là nó chui vô mấy cục đá các bạn, mấy cục gạch rồi đó. Nó bò tốt kìa, rất là lẹ luôn á, mấy cái nhỏ rất là lẹ nha, vừa thả đã chạy liền. Nó chạy đẳng nè. Đó, bò này đi quá trời nè các bạn. Rồi để giờ mình bắt tiếp nữa nha. Trong đây nó rất là khó bắt. Nó nhỏ mình cũng dám bắt phao cái sợ nó động cho nó. Mình phải lấy đồ mình múc. Múc từ từ hơi lâu nha các bạn. Còn rất là nhiều luôn các bạn. Rất là khó bắt luôn á. Bây giờ mình nghiêng cái hồ này ra cho nó tự bò nha các bạn. Chứ bắt nãy giờ lâu quá. Nhưng mình chỉ sợ là cát nó ụp ra trúng nó thôi. Đó, mình nghiêng cái hồ ra nha các bạn để cho tự nó bò ra nha. Đó, đi ra ngoài đi. Còn quá trời nó buồn, để mình lùa nó xuống nha. Đây mấy con dế nó bò ra ngoài thiên nhiên nè các bạn. Ngọt quá trời luôn nè. Đó, nguyên một đàn nó mới bò ra luôn nè các bạn. Nó chạy rất nhanh, nó phóng luôn, tùm lum luôn các bạn. Còn mấy con ở trong đây nó nhát quá, nó không dám ra các bạn. Nên dùm lùa nó ra nha. Đó. Đi ra đi. Ra thiên nhiên đi nha. Rồi thấy con này mấy con cuối cùng rồi các bạn. Đó, chạy ra rồi nha. Rồi nó đang tìm chỗ núp nha các bạn, nó chui vô mấy cục đá rồi đó. Nó đi ra đã tìm được mấy cục đá rồi chui vô hết rồi. Rồi là hết rồi nha các bạn. Đó, vậy là mình thả hết ra ngoài thiên nhiên nha các bạn. Đây nè. Đó, chui này quá trời nè. Để cho nó ra ngoài nó phát triển nhanh hơn, nó sống được nha các bạn. Tại mình nuôi nhốt á, sợ nó không thích nghi được á. Bữa giờ nó chết từ từ rồi. Đây, mình quay nó ra ngoài thiên nhiên cho các bạn coi lần nữa nha. Đó, con kia nãy giờ chạy đâu hết trơn rồi, lẹ lắm, nó vừa ra nó chạy hết rồi. Thôi, vậy là mình đã thả mấy con dế con nó ra ngoài thiên nhiên nha các bạn, để cho nó ra ngoài nó sống và nó phát triển nhanh hơn nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha. Các bạn coi thấy hay thì để lại cho mình một like nha.
và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.